Xin chào các bạn đã quay trở lại với D Channel. Có thể nói iPhone là chiếc smartphone có thiết kế ít bị thay đổi nhất qua các đời. Chiếc iPhone 6 là thiết kế đánh dấu thời điểm Tim Cook lên nắm quyền CEO của Apple, và từ khi iPhone 6 ra đời năm 2014 cho đến tận chiếc iPhone 8 Plus 2017, thiết kế của iPhone vẫn không có nhiều sự khác biệt, khiến người hâm mộ dù yêu thích đến như thế nào thì chẳng nữa vẫn phải lắc đầu ngao ngán mà thôi. Và rồi chiếc iPhone 10 ra đời là sản phẩm kỷ niệm 10 năm từ ngày chiếc iPhone đầu tiên được Steve Jobs trình làng, tạo một cú Big Bang thật sự khi mà nó hoàn toàn lột xác, không giống bất kỳ một chiếc iPhone nào trước đó. Thật ra là cũng hơi giống đấy, nhưng mà nó cũng không giống bất kỳ chiếc smartphone nào khác trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng xem qua nhé, iPhone đã lột xác như thế nào từ iPhone 6 cho đến iPhone 10. Thực ra là không cần bàn đến mấy cái đời như là iPhone 6S, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus làm gì, vì cũng có mấy sự khác biệt đâu. Về thiết kế thì ta gọi đó là về sầu thoát xác. iPhone đã có bước chuyển mình từ 5S lên 6, đánh dấu việc Tim Cook thay Steve Jobs nắm quyền điều hành Apple. Không còn là màn hình 4 inch có thể thao tác dễ dàng bằng một tay nữa, mà máy đã to hơn khá nhiều. iPhone 6 có các góc máy được bò tròn và phần kính tiếp giáp với khung nhôm nguyên khối xung quanh máy, nhưng viên máy vẫn còn rất dày. Các bạn thấy đó, việc mặt trước chứa cả được nút home, vật lý to tròn đã cho thấy được cái viên máy này nó dày như thế nào rồi đấy. Và điều mà người dùng không hài lòng nhất trên iPhone 6, nói thế nào nhỉ, chính là hai cái dải anten thô kệch vắt qua mặt lưng. Thật sự là nó thô thật sự đấy. Thiết kế đó cứ lặp lại với các đời sau, again and again. Và rồi một ngày đẹp trời, iPhone 10 rạch trời rơi xuống với một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Màn hình tận dụng tối đa không gian mặt trước, viền màn hình cực kỳ mỏng và loại bỏ hoàn toàn nút home vật lý. Và sao nào, chẳng có chiếc điện thoại nào ra đời mà không bị chê cái điểm này điểm kia cả. Chiếc tai thỏ bị nhận định như là một khiếm khuyết. Rồi sau đó rất nhiều chiếc điện thoại Android đã học hỏi cái khiếm khuyết đó. Và mới đây thì một chiếc điện thoại mới ra đời mang cho mình quyết tâm nói không với tai thỏ, nhưng mà màn hình vẫn phải full viền, dẫn đến việc tạo ra một cụm camera thỏ thụt vô cùng là độc đáo. Thôi bỏ qua, mình đang bàn về iPhone cơ mà đúng không? Về màn hình thì như thế nào? Màn hình của iPhone thì chỉ có đẹp đến đẹp hơn mà thôi. iPhone có kích thước màn hình là 4,7 inch, iPhone 6 nhá, độ phân giải là HD 1334x750 pixel. Nhưng mà phải công nhận rằng công nghệ hiển thị Retina đã đem đến cho iPhone 6 một màn hình tuyệt vời, từ chất lượng màu sắc cho đến độ sáng. iPhone 10 thì với màn hình AMOLED 5,8 inch, độ phân giải là 1125x2436 cho chất lượng màn hình tiếp tục đạt tiêu chuẩn rất cao, độ sáng tối đa lên tới trên 600 nit. Thêm vào đó là tính năng True Tone hỗ trợ màn hình hiển thị chuẩn cân bằng trắng dù ánh sáng ở môi trường xung quanh có như thế nào đi chẳng nữa. Về cấu hình thì xin phép được xưng vương cái cõi này. Phải nói trước là dù là thế hệ iPhone thứ mấy thì cấu hình của iPhone vẫn không bao giờ làm cho người dùng thất vọng cả. iPhone 6 đã sở hữu cấu hình rất thấp so với các máy Android cao cấp hiện nay. Cụ thể là máy sử dụng con chip A8, bộ vi xử lý CPU lõi kép 1.4GHz và bộ nhớ RAM chỉ có 1GB, nhưng mà tốc độ thì vẫn rất mượt mà, khó có sản phẩm tầm trung nào bị kịp thời điểm này. Con chip Apple A8 mặc dù là đã già cỗi rồi, tốc độ không còn nhanh nhạy như trước, nhưng mà cấu hình của iPhone 6 vẫn đáp ứng rất tốt các tác vụ cơ bản của người dùng. Cấu hình iPhone 10 thì khỏi phải nói, vẫn là cấu hình mạnh mẽ nhất làng smartphone. Chip xử lý 64-bit cao cấp nhất Apple A11 Bionic cho hiệu suất xử lý tăng 30% so với bản tiền nhiệm A10. RAM thì lên tới 3GB bộ nhớ trong 64GB kết hợp với hệ điều hành mới nhất là iOS 11.0.2 cho khả năng xử lý nhanh và mượt đáng kinh ngạc. Đặc biệt là khả năng xử lý đồ họa. À, cái iOS đó là lúc mà máy mới ra bán kèm theo nhé. Về camera thì chân thực một cách quá đáng là câu mà mình muốn nói. Camera trên iPhone 6 không thay đổi nhiều so với 5S. Camera chính phía sau vẫn duy trì độ phân giải 8MP, thấu kính 5 lá khẩu mở f2.2, kích cỡ điểm ảnh là 1.5 micromet và đèn flash kép True Tone để chụp thiếu sáng. Bên cạnh đó thì khả năng xử lý hình ảnh của camera cũng được cải tiến nhẹ một chút, hỗ trợ quay phim chuyển động chậm với tốc độ 240fps, gấp đôi so với 120fps trên iPhone 5S. Trong khi đó thì camera trước vẫn duy trì độ phân giải là 1.2MP, nhưng khẩu mở của ống kính đã lớn hơn f2.2 so với 2.4 trên 5S. Còn iPhone 10, camera sau của iPhone 10 có đến 2 cảm biến 12MP, camera kép bao gồm 2 ống kính góc chuẩn, ống khẩu độ f1.8, ống khẩu độ là f2.4, và camera trước và sau đều có ưu điểm là cho ảnh ra rất là nét, khả năng ghi nhận màu sắc tốt, tiếp nhận ánh sáng tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt ánh sáng yếu. Về các khung ảnh của iPhone 10 thì vô cùng mượt mà, sống động và ưa mắt người nhìn. Tuy thế thì đôi khi camera của iPhone 10 lại không được lòng người dùng một chút bởi vì độ chân thực soi đến từng cái lỗ chân lông của nó. Thật sự đấy,
biết sao được, thật thà quá thì thường là thua thiệt đúng không ạ? Lần đầu tiên giơ camera của iPhone 10 lên tự sướng thì mình đã phát hoảng với chính mình luôn các bạn ạ. Trời ơi, mụn từ mấy chục năm về trước nó cũng soi ra luôn. Trong khi nhìn bằng mắt thường người phàm da thịt thấy cũng láng mượt lắm ấy chứ đúng không? Láng mượt lắm ấy chứ đúng không? Tương đối đúng không? Về khả năng bảo mật thì trên iPhone 6 có hai biện pháp bảo mật, đó là passcode và Touch ID. Trước nay thì iPhone vẫn nổi tiếng về tính năng bảo mật khi mà từ chối cả FBI về việc mở khóa chiếc iPhone 5C đã bị mã hóa của phần tử khủng bố cơ mà. Ông James Comey, giám đốc FBI, đã trả lời báo chí rằng FBI đã phải chi ra 1,3 triệu đô cho công ty bên thứ ba để xây dựng công cụ nhằm xâm nhập vào chiếc iPhone đã được mã hóa của khủng bố. Chết đấy, nhưng mà dùng tiền vẫn mua được đúng không ạ? Nhưng mà dù sao thì nếu bấm mật khẩu 10 lần sai thì iPhone sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bạn phải kết nối điện thoại vào máy tính có cài iTunes để mở khóa. Khi đó thì hộp thoại trên màn hình sẽ hiện ra yêu cầu bạn nhập passcode. Nếu bạn nhập đúng thì điện thoại sẽ chạy tiếp như bình thường. Còn nếu không ấy thì bạn buộc lòng phải xóa hết dữ liệu và cài đặt lại thiết bị từ đầu mà thôi. Đến với iPhone 10 thì chiếc điện thoại này đã loại bỏ phím Home nên hẳn nhiên bạn sẽ không thể dùng cái cảm biến vân tay Touch ID mà thay vào đó là Face ID. Face ID thì chính là một điểm nhấn lớn nhất của iPhone 10. Face ID hoàn toàn có thể nhận dạng trong bóng tối và xác suất mà những tên trộm có thể phá mật khẩu của máy chỉ là 1 phần 1 triệu. Do đó thì dĩ nhiên nó an toàn hơn Touch ID. Để Face ID có thể hoạt động trơn tru và chính xác thì hệ thống camera, cảm biến phía trước, vi xử lý A11 Bionic đều phải làm việc liên tục để xác nhận được sự thay đổi liên tiếp trên khuôn mặt người dùng. Thật ra là có vài trường hợp chính mình cũng đã thử nghiệm rồi, Face ID của iPhone bị đánh lừa bởi hai chị em sinh đôi, nhất là em gái của mình nữa. Có một điều tuyệt vời rằng dù thay đổi ít hay nhiều thì iPhone vẫn luôn xây dựng được lòng tin và sự trung thành nơi người hâm mộ. Điều mà không phải hãng điện thoại nào cũng có thể làm được và người dùng vẫn háo hức chờ đợi xem thế hệ iPhone tiếp theo sẽ đem đến những bất ngờ gì. Và video này đến đây là hết rồi. Mình xin phép không bàn quá sâu đến các chi tiết bên trong. Nói về iPhone thì cả ngày không hết đâu mà. Đừng quên bấm like và share giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký cũng như là cái nút chuông ấy để chúng ta gặp lại nhau thường xuyên trong tương lai và không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của The Channel nhé. Xin nhắc lại lần nữa là mình cũng không dám nói quá sâu vào bên trong chiếc iPhone mình đâu. Bye.